Đó, mình đang đứng trước chùa Cải Cát. Ủa sao không có chữ tiếng Việt ta? Để nói tóm lại đây là chùa Cải Cát. Rồi mình đi dạo cho các bạn. Ủa đi đường nào vậy? Vô đây phải không? Để vô đi. Ngọc Anh đó vậy? Hàng Chiên thấy quen quen. Rồi vô đi, vô đi. Chùa này là có lịch sử hình thành trên 100 năm. Lâu lắm rồi con mới vô lại, tại con đi lúc còn nhỏ nhỏ với bảy với bà chín. Bủ Hưng Cổ Tự, đây tên chính xác của chùa là Bủ Hưng Cổ Tự, thuộc Hòa Ninh, Long Thắng, Lai Dung, Đồng Tháp, còn có tên gọi là chùa Cải Cát. Rồi vô mấy rồi. Đốt nhang đi. Nhang đâu ta? Đang đốt nhang. Phật kìa bác. Lại Phật đây nè bác. Phật này nè. Thank you.
Là quang cảnh bên ngoài. Tới mùa cúng trai tăng là đông lắm các bạn ơi. Hay là phía bên ngoài